Chế độ bác yêu cầu là chế độ 1 là phát biểu, chế độ 2 là phổ thông, chế độ 3 là ngoài trời, chế độ 4 là dày tiếng, chế độ 5 dễ hát, chế độ 6 là nhiều dị vật. Thì em cũng hát đây, hát ở trên JBL và bộ mic JDK với một đôi B&B nhá. Nhưng mà vừa hát vừa quay rồi lộn xộn là không thuộc lời. Thế thì nó thì giọng hát của em không tốt, nhưng quan trọng chất mic nhỉ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. Bởi vì vừa hát vừa quay nhiều khi nó không thuộc lời ấy mà. Phương hướng vò nhìn cầu bao nhiêu nghe lòng mình mấy yêu cố tâm tam thành mang lòng mạng thế chẳng anh thông cảm em nỗi yêu kiên vui gì lúc đời luôn bên người không nghĩa con tim nên chung vui đã ở người chế độ vừa rồi là em hát chế độ phổ thông nhá. Thế còn bác này thì có yêu cầu một chế độ ngoài trời, chế độ 3. 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 1 2 6. Thì rõ ràng với một chiếc vang số như là cái 180 vang số đắt tiền ở trên năm nay thì sẽ sử dụng được trên những cái thiết bị mà nó cũng chưa phải là cao cấp đắt tiền đâu. Thì đây nó cũng là một cái mà em thử nghiệm ở trên một đôi B&B, một cái dòng loa mà nó cũng bình dân rẻ tiền thôi. Nhưng mà một chất âm một chiếc vang số hay thì nó sẽ giải quyết được trên những cái thiết bị mà nó cũng chưa tốt lắm.